Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Trân miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục là chia sẻ cách để làm một cái máng kéo găng cưa để lắp cặp với cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm như thế nào nha. Thấy mình làm có hay, hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Nhớ cho mình một like nha cô chú anh chị. Mình cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi, mình mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình làm nha. Rồi thì mình đã cắt một miếng da, rồi mình sẽ đo mình đo mà chia găng cưa nha cô chú anh chị các bạn. Thì cái găng cưa này là chiều ngang nó là 1,5 phân, chiều cao của nó cũng là 1,5 phân luôn nha cô chú anh chị. Thì mình làm thì ở dưới thì cho cái găng nó hơi nhỏ, ở trên độ bẹt ở trên ra là nó 1,5 phân, ở dưới là bộ độ hở 1,5. Thì cái răng cái chân ở dưới nó là một phân nha. Thì cô chú anh chị xem mình cắt ngang cô chú anh chị.
Rồi, sáng giờ mình đã làm chế một cái máng kéo răng cưa nha cô chú anh chị và các bạn. Thì cái này là mình làm dùng để kéo cái gạch là 8 tấc. 8 tấc với 4 tấc nha cô chú. Thì ở đây là mình có mấy con ốc này để mình cố định cái miếng tăng đưa vô gà này. Thì đây mình có khoan 4 lỗ. Đó, 4 lỗ thì mình kéo lên đây. Thì mình sẽ xả lên con ốc, mình gỡ ốc này ra, sẽ mình gắn vào đây. Thì mình thuộc lại là nó khác, còn mình kéo cho nó ra nó dài nữa thì mình sẽ dời con ốc này ra nha. Thì đây là chiều dài dài nó là 80 nè. Chiều cao tí này lên đây là nó 8 phân, chiều dài là 8 tấc. Thì xá này mình làm bằng chất hợp 1:2 nha. Thì để đây mình gỡ ra, mình xếp lại cho nó gọn luôn vô 40 nha cô chú anh chị. Đây có bốn cái lỗ thì mình thụt nó vô đây. Đó. Bắt ra ngoài vậy là mình xếp nó lại nha. Đây là có một kéo mình kéo được 4 tấc nha cô chú anh chị. Thì từ cỡ cái cỡ này thì mình làm từ 4 tấc tới 8 tấc, còn 1 mét nữa thì mình chưa có làm nha. Đây thì mấy miếng bát này mình gỡ ra được bình thường. Đây là ốc, toàn bộ ốc xá ly. Đây là ốc xá ly. Tại vì này là mình chỉ làm chia sẻ lên chế tại nhà thôi nha, còn nếu anh em nào có làm nữa thì có miếng inox thì nó quá ngon này, cũng rất dễ làm. Thì răng này thì ở dưới này là 1 phân rưỡi, chiều cao 1 phân rưỡi nha, còn cái chỗ trên này thì 1 phân. Rồi thì clip mình chia sẻ là chế máng kéo hồ 40-80 tại nhà cho những ai mình không có phương tiện để mình đi mua ở ngoài được á, thì mình có sắt thì hợp á, thì mình sử dụng tại nhà mình làm luôn cũng được. Đây là sắt hợp kẽm nha, 40-80. Rồi thì mình cũng kết thúc clip nha cô chú anh chị các bạn. Thì nữa mình sẽ test cái máy này ở video sau cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi hẹn gặp lại, bye bye.